Chào ok anh. Chào Quyền đây. Ông Đông Subu. Ngày hôm qua có nghe cái tin mà năm anh chị em bị cảnh sát nó tới nó sốc không? Quả nó vô, nó ập vô nhà luôn. Nó vô nhà, nó ra đằng sau nhà, nó lôi ra mấy cái pallet là mấy cái để coi mấy cái mà anh Thư Quang biết, ví dụ như trong mấy cái công ty, trong mấy cái nhà kho, người ta hay chất những cái kiện hàng lên trên cái miếng gỗ ở dưới á. Cái miếng, pallet, cái pallet. Miếng gỗ ở dưới để cái pallet là đó, để pallet. Đúng rồi, pallet á, để cho cái xe xe xúc nó kê cái mỏ vô lúc á. Nó vô, hình như nó vô nhà của mấy thằng đó ở đâu đằng sau á. Nó chất cho bảy cái giống như cái thùng vậy đó, nó để lên mấy cái pallet đó, đó. Rồi cái nó bỏ mấy cái bộ xe vô trong đó đó. Thấy dã man không? Mà cảnh sát tối nó lên tivi luôn. Tối nó lên tivi mà tụi cảnh sát làm thì ghê lắm, giống như là tụi cảnh sát đặc biệt rồi á, đeo súng quá tới rồi. Trời ơi, nó ba ra dàn cảnh xung quanh. Nó căng dây ngay cái con đường nhà của mấy người đó đó, nó căng dây rồi nó ập vô mà nó hốt, nó tơ lưa tét lét hết, nó tới nó vui. Đúng là chơi hết chuyện chơi rồi, không mà phải như á, trẻ trẻ con nít thì mình không nói gì, đó là thành phần già rồi đó. Đó. Nói, nít rồi, không biết cái vụ đó, không biết cái vụ đó là mấy cái kênh bên kia nó có nào nó lên tiếng chưa ta? Cái vụ này nó hay đổ thừa lắm nè, mấy vụ này là nó hay đổ thừa lắm. Vui lúc vừa có khúc này nữa, bà nội nó, anh biết á, nó có một cái trang Facebook này của Việt Nam, của người Việt Nam, thì nó kêu là gì ta, gì của cái cộng đồng người Việt Nam ở Houston này nè. Thì nó cũng nhảy lên cái mình thấy mình coi mình thấy dân chúng cũng chửi y xèo hết. Cái tự nhiên cái con đi nào nhảy vô, nó nói đuổi hết cái đám cộng sản này về Việt Nam đi. Câu mà nghe dễ quay không? Nó học bao nhiêu biết là bài mình mới bấm vô, mình nói hình như là mấy người này là ba que thì phải. Tại vì nó ở đây từ xưa giờ, mình mới nói hình như mấy thằng này là mấy thằng sửa xe là dân ba que thì phải chị ơi đó, mình nói vậy đó. Xong cái mình mới gửi, lúc mà anh bấm xong cái gửi ô nó cứ quay cái nó nhắn lại một cái từ cho mình đó, nó kêu là chờ để nó xét duyệt cái comment của mình được hay không, là nó mới cho mình post lên, biết không? Mình chưa từng thấy luôn, quá quay hoài đắt đưa lên luôn. Anh Thư Quang hiểu không? Tại vì cái đó là ở trong anh Thư Quang hiểu không? Đúng rồi. Mình mới bấm lên, mình coi cái con quỷ đó nó đánh cái comment vô, cái tên đàn bà nó để là đuổi hết đám cộng sản này về Việt Nam đi, làm mất mặt gì đó, bla bla bla. Cái trong cái mình đọc đây, cái mình mới bấm comment lại, mình mới bấm hình như mấy người này là ba que thì phải đó chị ơi. Quay qua để không cho cái cam mình lên luôn, phô chưa thấy đó. Hello bà Phèo, hello Minh Phát, giữa chơi kỳ đổ thừa ghê lắm. Dạ, những cái gì việc ra nhớ hồi lâu có cái vụ mà ông bé gì nó ăn cắp rượu không? Hình như cái vụ đó mấy đứa lần đúng không? À, mấy đứa trẻ cấp độ đó, rồi cũng không trước sau gì cứ quay vô chụp mũ là cộng sản, du học sinh là con của cộng sản gì đó, là quay chụp mà mấy cái vụ này hay lắm. Cứ gì tốt đẹp á, thì tụi nó bảo là mắt như Power nha. Đó, cứ gì tốt đẹp á là mắt như Power, mà có cái vấn đề gì á ha là nó đổ thừa là tại cậu là người của cộng sản cài cắm. cứ hãy mà cái chuyện gì mà xảy ra mà của người Việt Nam á là nó nói là của cộng sản, còn hãy mà trẻ trẻ nhau mà cái này cái đám này già đó mà gặp cái đám trẻ đó là nó nói là du học sinh Việt Nam đó, làm vậy đó. Còn đúng rồi.
nó chia, nó có chuyên môn có cái chiêu này mà già, cái đám này là cái đám mà nó ở đây mấy chục năm rồi không đó. Có nhiều người ở đây biết cái đám đó nhiều lắm, người ta bấm lên người ta nói người ta biết mấy người này từ xưa đến giờ lâu lắm rồi đó. Chơi vậy đó, rồi xong rồi thấy mà trẻ đó thì nó đổ thừa là du học sinh. Ồ, mẹ nó đúng là kiểu gì nó cũng nghiêu ngao, nó phan được nó chóng mặt luôn. Đó. Người nay sao ông già đâu mất tiêu rồi không thấy nữa ta? Bắt cầm á. Hello. Em chào anh Việt Rai nha. Chào lại mọi người nha. Nông dân nha. Thần tượng của Việt Rai. Ok, em chào lại anh nha Nông Dân. Chào nghe, anh Pháp. Nghe rõ chưa? Tại vì nãy của em âm thanh cho nó hơi chập chờn, nó bị khó nghe, em tụt lên tụt xuống nãy giờ. Ông Nông Dân này lâu quá không nghe, không gặp. Tôi nói rồi. Ông này chỉ giỏi đu dừa thôi chứ ông này không có giỏi đu càng. Ông ta mà lên cái này rất tụt. Hồi nãy có đọc được cái comment đó, nói là đang lúc đó Việt Rai cũng mắt nhắm mắt mở lò mò vậy, cái thấy gì ông chỉ giỏi đu dừa chứ đu càng gì, cái Việt Rai định bấm vô là nói là kêu anh Nông Dân á ở dưới đó rình rình coi có thằng bao que nào mà về thăm quê đó. Trùm mền nó lôi về ổ của mình bắt nó, mày huấn luyện tao đông càng bữa coi rồi xong rồi trùm mền nó lôi ra chợ nào đó đạp cho nó đi đâu á đi. Xong rồi ảnh còn nhắn lên câu nữa, em leo xuống đàng hoàng nha. Em nhảy xuống đàng hoàng nha. Mời Nông Dân. Thì lên để mà góp vui với anh em, để hôm đó nay thì cái máy nó cứ trục chặt lại, giờ đây đang lên bằng máy lắp lắp tờ thốt luôn nè. Lắp thốt luôn. Cứ cà giật cà tưng hoài, nhiều khi nó cũng tức, gán đeo đuổi sự nghiệp mà để mà chơi với cái bọn bên đó, chứ thật sự mà bọn đó không biết chừng nào nó mới hết nữa. Em nghĩ chắc nó không hết đâu. Nó cứ triền miên cả. Nó triền miên, nó cứ sinh sản ra hoài đó. Không còn đi hát đồ này kia không? Cũng còn đem đi phục vụ mà bà con mình vậy đó. Vui thì ở Việt Nam mình thì còn gì bằng nữa, thì cứ là làm ăn xong rồi thì văn nghệ ca hát. Nói chứ khi em hỏi ở bên xứ Mỹ ảnh có khi nào mà chơi như ở Việt Nam mà cứ là một tuần nhậu 7 bữa không? Có nghĩa là sáng làm tới chiều rồi cái là anh em cứ rảnh là bài ra chơi, có không? Có chơi vậy không? Cái chuyện đó là cái chuyện Nông Dân nói cái Việt Rai lóng tống không biết sao luôn á. Nó chơi cứ nhậu, ngày nào cũng nhậu hết, đặng có đất đi ăn mày luôn đó. đâu có dám chơi. Nhậu sáng hôm sau đâu không đi làm được chết á. Anh bên đây là ví dụ như em nói thợ hồ này ha, hoặc là làm nông dân như tụi em đi đó, thì làm đúng giờ đúng giấc đàng hoàng à ha, sáng 7 giờ là bắt đầu vào việc, làm tới 11 giờ là mình nghỉ ngơi ăn cơm nước, nghỉ trưa ngủ trưa, xong cái chiều là 13 giờ là vô việc, rồi tới là 17 giờ là hết việc, là tụt xuống là anh em nào có sức thì nhậu vô, nhậu không? Nhậu. Yeah. Muốn nhậu đế, nhậu, muốn nhậu bia nhậu. Vậy thôi. Nói chung là cũng phải có mồi, có màng rồi đàng hoàng nha. Nhiều khi con gà luộc đồ chứ không phải mà nó hô nhậu mà cốc ổi mới diêm như ngày xưa. Ngày xưa là thế hệ mấy anh mấy chú trước cũng ta cũng nhậu nữa. Ha? Nhưng mà mồi màng không bằng bây giờ, bởi vậy người nào cũng tròn, cũng nập lên hết, tướng tá tầm dốc của người Việt Nam bây giờ là em thấy có phát triển, nhất là những cái thế hệ trẻ nó nhỏ hơn mình á,
U, mấy cái U nhỏ nhỏ bây giờ nó 18 rồi đó, là mấy đứa đó là nó cao lớn hơn mình. Mình hồi đó mình thấy mình cao hơn cái thế hệ cha chú, nhưng mà bây giờ là cái thế hệ mà con cháu nó lớn cao hơn mình nữa. Thế cũng mừng. Đúng rồi. Là chứng tỏ Việt Nam mình có ăn sung, cuộc sống sung sướng, cho nên là nó mới phát triển. Mà cứ mấy cha mấy mẹ mà dân chủ này cứ là đấu tranh rồi tránh đâu, đấu tranh rồi rồi bắt đầu cái vô ngồi trong đó nhập kho. Còn để coi mấy anh mấy chị trên màn hình anh chia sẻ là gì đây anh? Dạ anh nông dân không? Cái này Quang. Thì, dạ em đang hỏi ý anh hỏi em mấy anh chị trên màn hình nè, bên màn hình dạ. Nè đây nè, cái vụ việc đấu tranh đánh đầu gì đây nè hả, hay tránh đầu? Đấu tranh đấu tranh rồi tới chừng trâu đánh không biết tránh đâu. Cái này đâu phải đấu tranh, đâu phải đấu tranh gì đâu anh. Trời ơi, cái này là anh Việt Trai mới chia sẻ nè. Đó, cái vụ tiếng nước ngoài không vậy? Em Henry Phạm 59. Hình như là mấy nhà đi đấu tranh cho nước ngoài hả? Dạ đúng rồi anh, em đấu tranh ở nước Mỹ đó. Mà cái tuổi này thì làm gì mà có chuyện ấy được đúng không anh Việt Trai? Sao sao Trung nói lại, Việt Trai tự nhiên bị mất một chút mấy giây, không nghe. Dạ thì ở đây thì mất hả? Em nghe đó. Theo như cái thông báo nghe chưa? Anh Thư Quang mình có nghe không? Nghe. Nghe hả? Nghe mà, nghe rõ. Nghe rồi, nghe rồi. Nghe rồi, nghe rồi. Theo cái thông báo của cảnh sát nè, Henry Phạm 59 tuổi nè, Lê Quốc 39 nè. Quay lại cái vấn đề, cái câu chuyện của anh em mình thì là cái bọn ở bên kia thì nó chống phá, thì nó vẫn cứ chống phá. Mình ở đây thì mình tăng trường, mình bảo vệ đất nước thì mình cứ bảo vệ thôi. Em thấy là đúng, không thể nào mà lung lai được. Đó làm sao mấy anh em nghĩ mình cũng phải học cái cây tre. Cái tre Việt Nam của mình. Anh em đừng có bỏ cuộc. Kệ. Cứ ai nói gì nói, mình cứ sự thật mà mình phan thôi. Tại vì bên đây tụi nó cứ nó có một cái lòng giống như là ganh ăn tức ở, thì mình nói là nói chung là nó cay á, nó thấy Việt Nam mình này kia cái nọ nó cay nó tức, rồi nó chỉ nó xuyên tạc, nó nói ra thí dụ cái chuyện đó xảy ra có nhưng mà không đến cái mức giống như tụi nó nói, nó xé ra cho nhiều vào. Đó, nó thêm mắm thêm muối, nó nói nó làm thấy ghê lắm. Nó làm như là cái đất nước Việt Nam mình chuẩn bị mất nước tới nơi vậy, nó làm ớn lắm kìa. Vậy mới gọi là xuyên tạc. Nó cứ khăng khăng. Nó chỉ xuyên tạc thôi, nó cứ xuyên tạc, nó cứ làm hoài vậy đó. Thì Việt Rai thấy rất là nhiều người người Việt Nam sống ở nước ngoài này nè, nhiều lắm, người ta biết, người ta không đếm xỉa tới. Chỉ có những cái thành phần có nhiều cái thành phần mà nó còn hận thù á, thì nó đeo theo thôi, đeo bám theo. Chứ còn những người dân, có nhiều người cũng qua đây mấy chục năm nữa, người ta cũng bơ rồi, người ta cũng không có thèm đếm xỉa tới tụi nó nữa. Tại vì hồi xưa thì nghe nói ai cũng còn gật gù phải không, còn bây giờ á cái thế giới bây giờ á, ở đâu cũng biết ở đâu hết trơn rồi. Những người đó hồi đó họ nghe tụi nó nói rồi cái họ tưởng thiệt, rồi nhiều người họ đi về Việt Nam họ thấy đâu có phải vậy đâu, cái họ trở qua, cái họ bỏ tụi nó rồi xong rồi. Bây giờ anh chị em mình ai cũng có cái điện thoại di động phải không, lên trên Facebook, lên trên đây, trên đâu cũng thấy được hình ảnh của Việt Nam. Thì ở bên Việt Nam phải không, anh chị em có nhiều khi bên đó đưa mấy cái tin mà Việt Rai bên này, Việt Rai còn chưa biết nữa đó. Mấy cái tin mà đâu bên đó mà chạy, công nhận mấy anh chị em coi còn trước Việt Rai luôn đó. Mà Việt Rai cũng thích coi tin tức lắm đó nha. Nhưng mà nhiều khi mình coi mình nói wow, bên Việt Nam người ta biết trước mình luôn nè. Đó, bây giờ nó biết qua biết lại, coi như là biết nhau hết trơn. Cái gì, ai làm gì, gì biết hết trơn rồi, thấy không. Cho nên một số người họ nghe tụi nó riết họ quải, họ cũng bỏ, họ chả có thèm nghe theo tụi nó nữa. Đó, chỉ còn những thành phần kêu là cực đoan á, nó ráng hoặc là nó hận thù, trong nó có cái hận thù từ cha ông nó để lại, truyền lại, có nhiều ông, nhiều bậc cha mẹ
hồi thời chế độ cũ, rồi thua, rồi tức, rồi qua đây, rồi kể lại cho con. Cho nên sau này có những cái thế hệ mà F2 đồ này kia đó, cũng bằng tuổi như anh chị em mình nè, giống như anh em mình nè, rồi nó cũng lên diễn đàn, nó chửi bới, cào cấu đó. Đó, cho nên chỉ có những cái thành phần đó thôi, nó tức. Chứ còn thật ra cũng nhiều người lắm, họ không có quan tâm đâu. Không quan tâm đâu. Mình thì mình cũng... mình thì Việt Rai thì Việt Rai, ai mà nói xấu nước Việt Nam hay là nói xấu đất nước quê hương mình thì Việt Rai không có thích. Đó, cho nên Việt Rai mới nhảy lên đây thì... mình thấy sao mình nói vậy thôi. Đó, bên đây thì nó hay so sánh, nó ngu quá, cái nó hay so sánh ngu rồi. Ngày hôm qua mình thích trung fan cái thằng thằng Jackson Bùi, cái vụ mà nó lên nó nói cái gì hôm qua tí xíu ở diễn đàn, ngay quên mất tiêu rồi, diễn đàn anh Chu Phan thì phải. Đó, nó cứ nói là bên đây làm bao nhiêu ngàn á, thấy không anh em, mấy bạn thấy không, bên Việt Nam làm chỉ có lương mấy triệu một tháng à. Trong khi đó ở bên Mỹ này người ta làm một tháng mấy ngàn đô. Người nào mà đưa ra cái so sánh cái đầu tiên ngay chỗ đó thôi là mình chẳng cái cập lại liền. Mình tự nhiên mình bắt nó ra liền rồi, mình không có muốn nghe nữa. Tại vì nó so sánh ngu bỏ mẹ đi, nó chả có biết cái nước Việt Nam làm sao, nước Mỹ làm sao. Mà người ta làm ví dụ bây giờ á, không ai xa lạ, bạn thân của Việt Rai đang ở Việt Nam đây. Thì bạn mình á, thằng này nó là lái xe, nó làm tàn tàn lắm, nó đúng ra nó không có, nó không phải cái dạng mà bon chen ra kiếm tiền làm giàu. Nó đủ ăn, nó có nhà có cửa đầy đủ hết, không có phải trả cái gì hết á, chỉ có trả điện nước rồi vậy thôi. Rồi cái nó cũng đi làm lái xe cà lặt cà tặt rồi chơi vậy đó. Thì một tháng của nó là 10 triệu, đúng, một tháng 10 triệu, nhưng mà nó làm không phải nhiều. Sáng nó chở con người ta hay là chở người ta đi làm cái, rồi cái nó đi vô cà phê nó ngồi, nó ngồi hay là nó về nhà nó ngủ, nó làm cái gì cả. Rồi cái chiều cái đi rước, lái xe đi rước người ta về, chỉ vậy thôi à, thì trả cho 10 triệu. Nhưng mà Việt Rai hỏi nó, tháng 10 triệu vậy nhưng mà đối với mày, mày sống khỏe không? Nó nói khỏe, tao tháng 10 triệu nhưng mà tao sống ok lắm, tao sống tà tà, tao sống khỏe. Mà sáng nào trước khi đi làm cũng đi quýnh cầu lông, đi ra ngoài sân tại gần nhà, gần chỗ nó ở có cái công viên, ra đánh cầu lông, bà con cô bác đánh cầu lông đổ mồ hôi hết, xong về tắm rửa bắt đầu lái xe tưng 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 đi làm. Đi làm lái xe bắt đầu chở chở đi làm nữa chứ, chở con, chở con nó đi học rồi chở con người ta đi học đồ này kia luôn. Rồi xong rồi cái xong xuôi về đậu xe cái đi ra quán ngồi cà phê hay làm vài cốc bia, hoặc là làm xong chiều về quýnh cầu lông nữa. Thằng này nó ghiền cầu lông, một ngày nó quýnh hai cử như vậy đó, mà nó sống cuộc sống mình nói ồ mẹ nó thấy không, nhìn vô đầu óc người ta kìa, nó thoải mái, nó sống một cuộc sống an nhàn. Còn trong khi đó ở bên đây đi làm, bây giờ Việt Rai cho bây giờ hiện giờ lương trung bình, hồi lúc trước thì Việt Rai cứ tính trung bình tụng ngàn đô đi là tháng 4 ngàn, nhưng mà bây giờ ra cho 5 ngàn đi, tại thời buổi kinh tế giờ nó lạm phát 5 ngàn đó. Hôm qua mình nghe Trung có nói với thằng kia là năm gì á, làm bao nhiêu tiền nhưng mà trả, lúc trả bill á là trả bằng tiền Việt Nam hay là trả tiền đô đó. Cái đó Việt Rai thích đó. Chính xác, mày làm ra 5 ngàn nhưng mà mày phải trả, nào mày bill này bill kia cũng là trả ra bằng tiền đô. Ăn cũng vậy, ở sống ở Mỹ mà người ta làm 5 ngàn nhưng mà chi ra hết, mà nếu mà gối ghém lắm á, thì dư lại vài trăm đô. Mà vài trăm đô ở nước Mỹ này làm được cái gì? Đó, mà nếu mà xài trúng cái gia đình mà có con hơi, có con nhỏ, 2-3 đứa đồ, phải mua đồ ăn cho nó hay là phải gì xài thoáng thoáng tí nha. 5 ngàn đô ba cái dèo, chả thấm đâu vào đâu á. Chứ đừng có giỡn, mẹ nó làm thì làm nhiều tiền thiệt, thuyền lớn sóng lớn mà làm nhiều tiền thiệt, nhưng mà chi phí cầm cái check, cầm cái tiền, cái ngân phiếu ra một cái là về một sắp bill, nó nằm ở nhà nó đang chờ mình đó. Ô má, tao nói quay qua quay lại bill về, quay qua quay lại bill về. Cái đó là Việt Rai nói là những người mà còn khốn nữa là còn trả tiền nhà với tiền xe nha. À, mua xe thấy người ta đi xe đẹp, về nhà cũng nhóng 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 lên, quất chiếc xe về coi như vác một cục đá lên cái lưng, thấy chưa? Rồi nhà, tiền xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, thuế nhà, đó,
xe thì không có thuế đều đều nhưng mà năm trả lần cũng vài trăm đó, rồi ôi trời ơi nó tùm lum hết rồi, bà rồi ba cái quỹ lặt vặt ở trong nhà chi phí hết, chưa kể ăn uống. Mà giống như nãy anh nông dân nói là đi làm về cái hứng ra nhậu, nhậu con khỉ, nhậu cái kiểu đó thì có nước mạt rệp luôn á, chứ ở đó tiền đâu trả bill, chú dạy không mà lâu lâu nhậu một lần thôi chứ. Hello anh em còn nghe không? Dạ vẫn nghe. Dạ. Đó, còn, nghe. Em còn nghe nè. Dạ, alo. Dạ dạ. Alo nghe nghe. Em còn nghe nè. Đó thì bởi vậy Việt Nam nói cuộc sống ở Mỹ là vậy, nó không có đơn giản đâu. Việt Nam mình á làm gì làm nó còn rất còn là rất còn nhiều việc rất là dễ sống, em nói thiệt. Em đi về Việt Nam em thấy mấy bà dì của em nè. Mua đi chăm sóc cái gì ta, đi spa để chăm sóc da mặt rồi hay là massage vậy. Mà mua làm membership là giống như là gì, mình mua một cái vé đó mấy triệu vậy đó, rồi cái lâu lâu đi ra đi vô muốn vô lúc nào vô vậy đó, trong vòng bao lâu vậy đó. Ở bên đây không dám.